Ngày 5 tháng 10, thí sinh Miss Grand International bước vào ngày thứ 3 với hoạt động tham quan di tích lịch sử của Hà Nội. Trong hoạt động này, các cô gái đến từ các quốc gia được chuẩn bị trang phục áo dài, 60 nhan sắc với 60 màu sắc khác nhau xuất hiện tại đền Ngọc Sơn, nơi được biết đến là biểu tượng của Hà Nội. Về phía các thí sinh, các cô gái bày tỏ niềm yêu thích với áo dài truyền thống của Việt Nam. Cùng ngày, các người đẹp di chuyển đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, quần thể di tích đa dạng phong phú nằm ở phía nam kinh thành Thăng Long, khám phá kiến trúc cổ độc đáo, những câu chuyện lịch sử và văn hóa. Trong ngày hôm nay sẽ có những hoạt động chính là chương trình Xin chào Việt Nam. Tại đây, các thí sinh được trao sát từ đương kim hoa hậu và thực hiện màn hô tên ấn tượng của Miss Grand. Vào ngày 7 tháng 10, các thí sinh tiếp tục khám phá văn hóa miền Bắc Việt Nam thông qua vở Tinh Hoa Bắc Bộ, tiếp nối đó là hoạt động tại Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.